Và ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thấy một add-on mới đó nha. Và trước khi vào với clip thì các bạn cũng thấy trên màn hình thì cái tỷ lệ người đăng ký kênh của mình rất là thấp nha các bạn. Thì các bạn xem video của mình hãy ấn vào nút like và ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Và bây giờ thì bắt đầu vào clip review nè.
Thầy cho bạn vào app Yakuza giúp mình nha, tìm tới một dialog nha. Thầy cho bạn chơi vào đó. Thầy linh tải hai một icon là mình sẽ lấy dưới phần mô tả cho bạn. Cho bạn sẽ kéo xuống, tìm tới hai một icon đó. Đâu rồi ta? À đây đây đây. Đây hai một icon này thì linh tải mình sẽ lấy dưới phần mô tả cho các bạn. Thì các bạn sẽ giải nén nó ra giúp mình nha. Đây, giải nén tại đây. Đó, giải nén nó ra. Đó. Đã giải nén xong nha. Rồi thì các bạn sẽ kéo lên trên và tìm được hai mẫu add-on này nha. Ôi lộn rồi, đây hai mẫu add-on này đây. Rồi các bạn sẽ ấn giữ vào nó và chọn vào cắt nha các bạn. Ấn giữ vào nó chọn vào cắt. Rồi ấn vào phòng download ở trên. Chọn vào bộ thiết bị, vào Android nha. Rồi giờ thì vào data.
Rồi tìm tới cửa tim nha các bạn. Đây cửa tim đây, thì các bạn sẽ vào đó nha. Rồi thì lấy vào một phay và một xê. Rồi tiếp giờ thì vào 12 màu mát nha. Rồi dán hai màu đó đây. Rồi dán ở đây rồi cắt một gờ giúp mình nha. Đây một gờ đây, cắt đó. Nếu nghĩ gì nữa là tụi cắt. Rồi các bạn sẽ trở lại. Giờ thì vào shop mắt nha các bạn. Đó, rồi các bạn sẽ dán ở đó đây. Rồi giờ thì vào crafting thôi nha các bạn. Rồi khi vào crafting rồi thì các bạn sẽ giúp mình vào phần cài đặt của game nha các bạn. Đây. Rồi thì các bạn sẽ kiếm cái phần tài nguyên dùng chung giúp mình nha. Rồi bật add-on này lên nha. Thì lên bảng add-on này mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Đây bật add-on này lên. Rồi thì giờ tăng phần cài đặt nha để cho nó lót nha các bạn. Đây, khi nó lót xong rồi thì các bạn sẽ vào mục chơi giúp mình nha. Và tạo thế giới mới ấy. Đây, tạo mới. Tạo mới nha. Rồi, thì khi vào phần này các bạn sẽ kéo xuống các phần thử nghiệm giúp mình nha. Đây, cái phần thử nghiệm này các bạn bật hết lên giúp mình nha. Đó. Bật hết lên rồi, kéo xuống cái gói hành vi nha. Đây, 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 kéo xuống cái gói hành vi và bật add on này lên nha. Và clip của mình tới đây cũng đã kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy lại cho mình xin một like, kèm vào đó là ấn vào nút đăng ký kênh để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Bye bye.